Chú ba nó coi chừng là chồng của con nhỏ đó, mới mới chia chia cái mặt cái thằng cha vô luôn thành ba người đó. Dạ, sắp đến giờ lên lớp, kính mong chị Uyển Nguyễn Thị vui lòng tắt mic ạ. Mẹ tắt sao đây nhé mẹ? Tắt sao đây? Sao tắt không được? Dạ, con kính đảnh lễ sư. À, chào các vị Phật tử ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Cảm ơn Phật. Con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, con Phật. Con xin đảnh lễ sư ạ. Xin đảnh lễ sư. Dạ, con Phật. Dạ, chào các vị. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, các lễ sư ạ. Phật, các vị chúng ta bắt đầu lớp học. Các vị hoan hỷ thì tôi mở lại một cái các cái câu hỏi các vị Phật tử gửi. Là có một vị học viên Ngọc Tuyết, của Trần Thị Ngọc Tuyết. Cô Trần Thị học nhé. Dạ, các vị có nghe được không ạ? Con có, mà ai đó chưa nghe. Cô học viên Trần Thị Ngọc Tuyết có hỏi rằng là một người làm sao mà biết mình đắc chứng, và làm sao mà chúng ta nhìn vào vị ấy mà chúng ta biết rằng là vị ấy chứng thiền. Có thể là các câu hỏi này cũng nhiều Phật tử học viên thắc mắc. Trước hết đó là cái người mà tu thiền á, mà vị đó biết rằng là mình chứng được sơ thiền á, thì vị đó phải học về cái học về giáo lý, thì vị đó mới biết được ở cái trình độ thiền định đó được gọi là sơ thiền hay là nhị thiền. Còn mà nếu một người mà không có học giáo lý mà họ chứng thiền đó, thì họ biết rằng là cái định tâm của họ nó đã được như vậy, còn cái gọi tên theo cái gọi chung như thế nào đó thì họ không biết. Dạ. Còn mà nếu một người mà có học về giáo lý đó, thì họ biết rằng là ở cái mức độ này đó thì được gọi là sơ thiền hay là nhị thiền. Nó theo có một cái phân loại. Ví dụ giống như là có những người họ có khả năng tự học, và cái khả năng tự học, chúng tôi lấy ví dụ giống như là họ học Anh ngữ, thì họ học đến đâu thì họ biết rằng là cái khả năng mình hiểu Anh ngữ đến như vậy. Còn mà hỏi rằng là cái trình độ của họ đó là có tương đương với bằng A, bằng B, bằng C ở ngoài trường hay không á, thì đôi khi mà họ không có rõ cái việc đó. Chỉ khi nào họ theo dõi cái chương trình học đó và cái cách phân chia nào đó thì họ mới xác định rằng là cái khả năng ngoại ngữ của mình nó ở trình độ A, trình độ B. Còn mà nếu mà họ không có được học, họ không có tìm hiểu cách phân loại đó, thì họ chỉ biết rằng là cái tâm của mình nó đã đạt đến một cái mức định nào đó. Và cái trường hợp thứ hai, với một người mà đã có học giáo lý, hay nói cách khác đó là họ có lý thuyết kỹ về thiền, thì với một người mà chứng được sơ thiền á, thì người đó phải thứ nhất
là vị đó về cái phiền não á, phải là một người ly dục hoàn toàn. Tức là nói về ba những cái chuyện gì, dục vọng nói chung, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc á, đối với họ đó, họ không có bị, họ không có bị những cái phiền não, những cái dục vọng khi đó này khi đó nó chi phối. Và cái thứ hai đó là cái khả năng của tâm định, là bởi vì ngoài một người chứng thiền định ra thì với những người khác á, thì không có thể nào giữ cái tâm định chuyên nhất trong một cái thời gian dài được. Bởi vì do vì một chúng sinh thường á, là chúng ta không có giữ được cái định tâm, chúng ta không có cái chúng ta không có cái thiền chứng. Do đó mà nếu có cái tâm thiện thì cái tâm thiện đó theo lộ trình tâm thì nó như thế này, là nó phải diễn tiến qua rất là nhiều cái tâm lộ. Mỗi lần như vậy đó thì nó sanh lên bảy tâm. Ví dụ giống như là một người có cái tâm đại thiện thì cái tâm đại thiện đó, nó sẽ sanh lên liên tục 7 lần, gọi là nó đang làm cái phận sự động lực. Sau này chúng ta tìm hiểu thêm. Rồi sau đó, đó thì nó diệt xong rồi nó trải qua một hàng loạt cái tâm khác, rồi nó mới tiếp tục là nó sanh lên, chứ nó không có thể nó kéo dài liên tục. Chỉ trừ một người chứng thiền định đó, thì người đó mới có thể giữ cái định tâm lâu dài. Và cụ thể đó là một người chứng sơ thiền đó, thì người đó có thể nhập thiền liên tục từ 1 đến 7 ngày. Và chỉ có một cái tâm thiền duy nhất thôi. Và một người không có một cái định lực mạnh mẽ như vậy đó, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta giữ được cái định tâm lâu dài. Ở đây có lẽ có những Phật tử khi mà chúng ta thực tập thiền định thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tâm mình nó phóng dật, nó loạn động liên tục. Ví dụ giống như là chúng ta đang theo dõi hơi thở thì chúng ta theo dõi đâu được một vài giây gì đó thì nó sẽ suy nghĩ chuyện khác. Và khá lắm thì nó ít có bị phóng dật thôi, nhưng mà nó vẫn không có thể kéo dài được. Còn riêng là đối với một vị chứng thiền định thì vị đó có thể giữ một cái loại tâm duy nhất, sanh diệt duy nhất, có một cái loại tâm nó kéo dài một cái thời gian. Và do vì vị đó có được cái an lạc, cái thiền định, cho nên nhờ cái an lạc đó đó mà vị đó mới đủ sức để ngồi liên tục kéo dài trong suốt 7 ngày. Còn với một người mà chúng ta không có được cái an lạc của thiền định từ sơ thiền đó, thì chúng ta không đủ cái tâm lý như vậy. Tôi tạm ví dụ giống như là mình ngồi mình xem phim hay á, thì có thể là mình ngồi một tiếng đồng hồ mình không có thấy mệt. Nhưng mà bắt mình phải xem cái gì mà mình không có thích đó, thì một tiếng đồng hồ mình ngồi không có nổi. Do vì nó phải có cái niềm vui cho nên nó mới có kháng khích. Dạ. Có lạc đó, thì cho nên mới có định. Thì trở lại câu hỏi của vị học viên đó là làm sao một người mà có thể biết mình có thể chứng thiền định, thì vị đó căn cứ trên hai phương diện. Thứ nhất là về cái phiền não, thì vị đó đã không còn không, vị đó cái tâm của vị đó không có năm triền cái. Và thứ hai, cái khả năng của tâm định của vị đó nó có thể kéo dài trong một cái thời gian mà không có bị phóng dật. Đó là về phía của vị hành giả. Còn phía người khác, làm cách nào để biết vị đó chứng được thiền thì hoàn toàn không biết được. Chỉ trừ khi mà người khác mà nhìn vào biết được là người đó phải chứng từ cái tầng thiền đó hoặc là cao hơn. Nhưng mà ở đây thì nó hơi dài dòng như thế này. Thí dụ giống như là một người chứng sơ thiền thì thật ra người đó bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái nhạy cảm của một vị chứng thiền thì vị đó mới có thể đoán được phần nào vị kia chứng thiền. Cái khả năng ở các cái tầng thiền dưới đó là vị đó theo cái khả năng của mình mà mình đoán được cái khả năng của người khác. Chỉ trừ khi một vị mà đã chứng ở trên cái trình độ ngũ thiền và có thần thông mà tha tâm thông đó, thì vị đó hoàn toàn mới có thể biết được người khác đó là chứng thiền ở cái trình độ sơ nhị tam tứ. Nhưng mà nếu một vị chứng thiền định mà chứng ngũ thiền và có thần thông thì vị đó cũng chỉ có thể biết được là ở những cái tầng thiền thấp hơn mình thôi, chứ còn cao hơn đó, vị đó không có biết. Đó là mình nói người khác. Còn mà nếu một người như chúng ta mà không có chứng thiền định và không có chứng thiền định thì không có cách nào chúng ta biết được người đó chứng thiền hết.
Bởi vì cái đời sống bình thường của một người mà người chứng thiền định mà thậm chí chứng đạo quả giống như vị đó chứng A-la-hán thì chúng ta không biết được vị đó có chứng hay không. Chỉ khi mà chúng ta thấy vị đó có phiền não thì chúng ta biết rằng là vị đó phải chưa phải là vị giải thoát hoàn toàn. Tức là chúng ta có thể xác định là một người mình chúng ta thấy họ còn phiền não, còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta biết rằng là họ chưa phải là vị A-la-hán. Rồi cái trường hợp thứ hai, đối với một vị chứng thiền thôi chứ không phải là đạo quả đó, thì chúng ta thấy họ vẫn còn mê cái ngũ dục, chẳng hạn giống như là mê sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc, rồi họ mê danh, mê lợi. Thì khi chúng ta thấy họ còn cái mê đó thì chúng ta biết họ không phải là một người không có chứng được thiền định. Còn trong trường hợp của một người đang tu thiền mà do vì cái nỗ lực, cái tinh cần của họ, họ sống một cái cố gắng khép mình trong một cái đời sống biệt ly, chẳng hạn giống như là một vị hành giả đang ở trong cái khóa thiền, đang ở trong một cái tịnh thất và cố gắng là tu thúc lục căn cho thanh tịnh, thì chúng ta nhìn vào chúng ta không có biết được, và kể cả vị đó là một vị thành A-la-hán. Tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ hai của một vị Phật tử tên là Phật tử Minh Lan, là tại sao có khi thì nói thiền có năm chi thiền là tầm tứ di lạc định, khi thì lại nói sáu chi thiền là thiên xã. Thật ra đó là nói về chi thiền nó còn nhiều hơn là sáu nữa. Ở trong cái phần duyên thì sau này chúng ta nếu có dịp chúng ta học về duyên hệ đó, thì trong thiền đó, thì cái chi thiền tính kể cả bảy nữa. Và đã chẳng những vậy đó mà không phải là chỉ tích những cái chi thiền thuộc về cái thiện pháp thôi, mà kể cả cái chi thiền chẳng hạn giống như là cái thọ ưu cũng kể là cái một loại chi thiền. Bởi vì lý do đó là cái pháp nào mà đối lập, đối trị được cái pháp đối lập đó, thì cái pháp đó gọi là cái thiền. Mà sở dĩ ở đây chúng ta thiền, ở đây chúng ta chỉ nói là năm hoặc là sáu đó, là chúng ta đang nói về cái chi thiền của một người, của chi thiền sắc giới. Còn trở lại là chi thiền mà năm hay sáu, thật ra thì sau này chúng ta sẽ học đó là cái chi thiền này là kể có nhiều loại. Nói năm chi thiền phổ thông là bởi vì đây là cái năm cái chi thiền là cái pháp đối trị với cái năm truyền cái, cho nên là kể là năm chi thiền. Mà do vì ở các cái tầng thiền cao hơn thì lại là càng cái tầng thiền cao thì cái chi thiền được bớt, và đến cái ngũ thiền thì thêm cái xả, cho nên là nếu mà kể đủ thì kể sáu chi thiền, nhưng mà cao nhất, con số mà cao nhất thì lại là chỉ có năm chi thiền thôi. Bởi vì cái xả đó là khi mà chúng ta cộng lại với năm chi thiền của cái sơ thiền đó mới thành ra sáu, chứ thật ra cái mỗi cái tầng thiền thì nó nhiều nhất thì nó có năm thôi, cho nên năm là nói con số tối đa. Còn mà sáu là chi thiền nào mà có ở đâu, nói kiểu mà nói mình chúng ta nói theo cái thông từ thông thường nào, nói theo thống kê á, thì trong năm tầng thiền á thì nó gồm có sáu chi thiền, cho nên là nói chi thiền mà khi nói năm á là nói là con số tối đa trong năm tầng thiền. Còn mà khi mà nói sáu là chúng ta nói thống kê toàn bộ từ tầng thiền sơ thiền cho đến ngũ thiền, chúng ta kể hết ra thì nó là sáu. Tại vì Phật tử này hỏi rằng ở trong một cái khẩm nang nghiên cứu về thắng pháp á, cái phần những cái tầng thiền á, thì tính theo cái cách mà tính theo bốn á, chúng ta đang học là cách tính theo năm, thì cái tầng thiền thứ ba là cái tầng thiền mà các bậc thiện nhân tuyên bố là hành giả xả niệm lạc trú. Tác giả giải thích thêm, xả ở đây là cái tâm sở tatamachatata chứ không phải là cái cảm thọ xả. Như vậy ở đây chỉ tìm thấy một chi thiền, ý nói là chi lạc. Con xin hỏi tại sao là xả niệm lạc trú? Nếu là xả niệm lạc trú thì phải có hai chi thiền, tức là xả và lạc ở đây. Tại sao mà cái tâm sở xả lại không phải là chi thiền? Hôm trước tôi có nói các vị á, cái xả mà thuộc về cái cảm thọ xả á, thì cái xả nó mới kể là chi thiền. Bởi vì cái cảm thọ xả nó mới đối trị được cái một trong các cái triền cái. Còn mà cái xả mà được dịch từ cái xả mà sở hữu xả, dịch được dịch từ cái chữ tatamachatata đó, thì xả nó không phải là chi thiền,
mà cái xã đó chúng ta hãy hiểu như thế này. Cái xã nó có một số nơi người ta dịch là cái sự quân bình. Và do bị thông thường người ta dịch xã, cho nên chúng ta khi nói xã thì chúng ta làm cái thọ xã và cái sở hữu xã. Nó cũng giống như là thọ hỷ và cái sở hữu hỷ như vậy, hai cái đó nó khác. Hôm qua tôi cũng nói đến cái hỷ ở trong cái tầm tứ hỷ lạc định, thì cái hỷ đó nó không phải là thọ hỷ, mà cái thọ hỷ chính là cái lạc mới là thọ hỷ. Thì do vì cái xã mà cái xã trong mấy chúng ta đó nó không phải là cái xã cảm thọ, cho nên cái xã đó nó không được kể là một chi thiền. Tại sao này khi mà học trên phần sở hữu thì chúng ta học rõ hơn, cho nên trong cái bài học vừa rồi đó thì tôi chỉ nói thoáng qua thôi, bởi vì những cái tất cả các cái chi thiền này chúng ta sẽ học kỹ là ở phần sở hữu. Còn bây giờ nếu mà chúng ta học riêng như thế này thì chúng ta học lẻ, bởi vì chúng ta chỉ học các cái sở hữu tầm tứ hỷ lạc định, rồi sau đó chúng ta cũng tiếp tục ta học phần tâm nữa, thì các vị Phật tử chúng ta có hệ thống, cho nên cái phần nào mà liên quan đến cái sở hữu tâm đó, thì phần đó chúng ta sẽ học trên phần sở hữu. Còn cái vị này hỏi thêm là cái tầng thiền thứ tư, tác giả cũng vậy, thích xả giống như cái tầng thiền thứ ba và kết luận không có chi thiền nào được nhắc ở đây. Câu hỏi của con như trên, tại sao cái tâm sở xả được vậy? Thích là không phải cái cảm thọ xả, lại không phải là chi thiền. Thì cái câu trả lời của tôi đó thì cũng vẫn là do vì cái xả mà là cái cảm thọ đó, thì cái xả đó nó mới đối trị được cái là cái trạo hối. Còn mà nếu mà cái xả mà gọi là cái xả mà giữ được cái tâm mà cái tâm bình thản thì cái xả đó nó không có đối trị được cái trạo hối, cho nên không phải là chi thiền. Và cái câu hỏi thứ ba là làm vì sao một vị đã chứng A La Hán rồi mà ngài vẫn còn phải tu thiền định. Thật ra thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cái tu thiền định á nó là cái bậc thấp hơn, còn mà siêu thế thì nó cao hơn. Và một vị chứng A La Hán là một người đã đạt đến cái tầng thánh siêu thế cao nhất, thì có nghĩa là mình đã lên túc cao rồi sao mà lại còn tu cái thiền thấp hơn. Thật ra đó là do vị A La Hán các ngài tu thiền định á là trong một số trường hợp để khi mà nhập các ngài cần một cái sự an lạc, mà do vì còn mang thân ngũ quẩn này thì phải cần đến nó. Và trong một giống như trong cái cách mà chúng ta giúp cho cái thân thể của mình khỏe mạnh, đôi khi chúng ta cần phải ngủ nghỉ, đôi khi chúng ta cần phải ăn uống bồi bổ, hay đôi khi chúng ta làm những cái động tác giống như là dưỡng sinh vân vân để thân này nó khỏe mạnh. Thì các vị thánh á, các ngài còn một cái cách á, mà giữ cho cái thân này nó an lạc á, là bằng cách nó là các ngài nhập thiền. Các ngài giữ cái thân an lạc á, là bằng cách nhập thiền. Và do vậy đó, mặc dù đối với vị A La Hán thì các ngài sau cái đời sống này các ngài đã giải thoát rồi, nhưng mà các ngài vẫn cần cái thiền hiệp thế, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc đó, để các ngài trong một số trường hợp các ngài cần giữ cái thân mình an lạc đó, thì các ngài nhập định. Chẳng hạn giống như là bây giờ đó, là chúng ta có đôi khi một số bệnh nhân đó, thì quá đau đớn đó, bác sĩ cho uống thuốc giảm đau, hoặc là trong những cái trường hợp nào đó thì bác sĩ phải gây mê để chúng ta không có đau đớn, giống như là trong trường hợp phẫu thuật. Thì các vị A-la-hán đó, đôi khi các ngài phải trải qua những cái thân thể do cái ác nghiệp ở trong đời quá khứ, chẳng hạn giống như là ngày thân thể ngày bệnh hoạn đau đớn, thì khi đó các ngài nhập định. Dạ. Ngày hôm nay giống như là mình có điều kiện khoa học thì đôi khi mình bị đau răng vân vân đó, thì mình đến nha sĩ. Như ngày xưa Chư Tăng mà sống ở trong rừng như vậy đó thì đâu có nha sĩ. Và các vị biết rằng là cái đau răng nó cũng không phải là cái dễ chịu. Dạ. Thì trong những trường hợp đó và nếu mà vị nào mà nhập định thì vị đó có nhờ cái sự an lạc của thiền định đó mà các vị đó không có cảm thấy là đau đớn. Và cũng chính Đức Phật là ngày trong cái những cái ngày cuối cùng, lúc đó ngày Đức Phật ngày đã 80 mà còn có những lúc ngày bị đau bệnh thì ngày còn nói các vị chỉ kheo là chỉ khi nào mà Như Lai an trú vào cái vô tướng tâm định đó, thì khi đó thân Như Lai nó cảm thấy an lạc. Bởi vì ngài nói rằng là thân của ngài nó giống như là chiếc xe cũ kỹ rồi. Dạ. Thì lý do đó mà các vị thách là các vị nhập định.
Và các vị Phật tử, đối với bản thân tôi đó, khi mà tôi thấy các vị Phật tử hỏi câu hỏi đó, tôi rất ngoan hoan hỉ. Là bởi vì nhờ cái câu hỏi đó là tôi biết được là các vị có thể hiểu được bài hay không. Và sức khỏe của tôi thì không có vấn đề gì hết. Chẳng qua ngày hôm kia là do bị tôi dùng thuốc mà tôi nghĩ rằng là cái thuốc nó không có ảnh hưởng gì, mà lại nó hơi nó gây ngủ, cho nên là tôi sợ rằng là tôi giảng bài nó không được tốt. Nhất là cái vi diệu pháp này nó tương đối là nó nếu mà vi diệu pháp này mà trong lúc mà tôi không có sẵn sàng đó, thì đôi khi tôi ngần ngại tôi nói, tại vì có nhiều khi nó có những cái chi ly mà nói không có đầy đủ. À, bây giờ chúng ta học về cái phần tiếp theo đó, tức là cái vô sắc giới. Chúng ta học phần tiếp theo của cái vô sắc giới. Vô sắc giới là đây. Vô sắc. Thì khi nhìn trên cái biểu đồ này á, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là toàn bộ 12 tâm này đều màu xanh, là biểu thị cho các cái tâm này là thọ xả hết, nó không có thọ hỷ giống như là ở sắc giới. Và cái màu xanh này á, là cũng chỉ cho là cái vô sắc này á, nó cũng đồng với cái ba cái màu xanh ở sắc giới, có nghĩa là ở cái trình độ của cái ngũ thiền. Do vậy á, một cái cách hiểu đơn giản nhất là cái vô sắc giới này á, là cái khả năng thiền định hoàn thiện của ngũ thiền. Và trước khi chúng ta đi vào cái vô sắc này thì chúng ta nhắc lại cái phần sắc giới. Là bởi vì giống như là chúng ta học về sắc giới đó thì chúng ta phải nhắc lại cái dục giới. Cái tâm sắc giới đó là cái tâm mà một người tu chứng á, vượt thoát khỏi cái dục ái. Và những cái hệ lụy đi theo cái dục ái đó chính là bốn cái triền cái còn lại. Hay nói cách khác á, là cái tâm sắc giới đó là một cái loại tâm mà vị hành giả đó vượt thoát được khỏi năm cái triền cái, tức là năm cái loại phiền não mà che mờ cái tâm trí của mỗi chúng sinh. Trong cái năm triền cái đó thì gồm có dục cái, sân độc cái, hôn thiệt và cái, tạo hỏi cái và hoài nghi cái. Và ở trong kinh á, thì thường nói gọn lại đó là một người tu á, hay là Đức Phật này hay gọi một vị tỷ kheo, tại vì thường thường bài pháp Đức Phật thứ cho các vị tỷ kheo, là vị tỷ kheo đó thì khi đó là ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền tầng thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì ly dục, ly các ác bất thiện pháp á, ly dục á, tức là không có bị những cái dục vọng chi phối. Dục vọng đó là cái tham trong sắc, trong thinh, trong hương, trong vị, trong xúc và trong pháp, đó gọi là vì ly dục. Và ly các ác bất thiện pháp đó, tức là vị đó khử trừ được cái sân độc cái hôn thì cái tạo hối cái và hoài nghi cái. Thì những cái phần này chúng ta sẽ học chi tiết sau, bởi vì bây giờ chúng ta đang học về cái ý nghĩa khái quát của các cái loại tâm. Và cũng xin nói thêm, cái phần này là phần nói thêm thôi, là chúng ta thường thấy ở trong kinh á, thì các cái tầng thiền này á, được phân làm bốn. Và khi phân lập bốn như vậy đó, thì trong cái cách phân loại đó là không có phân theo chi thiền, tức là không có phân theo là
sơ thiền có gồm có bao nhiêu chi thiền, nhị thiền gồm có bao nhiêu chi thiền, không có phân chia như vậy. Mà ở khi mà các Phật phân chia thành bốn đó, thì Đức Phật Ngài diễn đạt một cái trạng thái an lạc hạnh phúc của cái mỗi cái tầng thiền. Và do đó Đức Phật Ngài diễn đạt cái hạnh phúc của sơ thiền là nó là cái hạnh phúc gì? Đó là cái hạnh phúc của một vị tỳ kheo sau khi ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú được cái tầng thiền thứ nhất bằng hai cái mãnh lực. Cái mãnh lực mạnh mẽ nhất trong năm thiền, năm chi thiền đó, nó là tầm và tứ. Bởi vì vì đó nó phát sinh một cái sự hỷ lạc, mà cái sự hỷ lạc này đó là do ly dục sanh. Rồi cái tầng thiền thứ hai đó là Đức Phật Ngài diễn đạt cái hạnh phúc đó là một người đó sau khi mà đã diệt tầm diệt tứ đó, chứng và trú cái thiền tầng thứ hai á, thì một cái trạng thái mà hỷ lạc mà có được đó, thì cái hỷ lạc này có được là do định sanh. À, nó cũng giống như là ở cái cõi dục của chúng ta mà cái hạnh phúc mà mình có được đó, là do cái dục ái sanh. À, giống như là mình thích trong cái mình thích có nhà đẹp và mình mua được cái căn nhà đẹp thì đó là cái hạnh phúc là mình có được cái tài sản. Và còn đối với vị chư tu thiền đó, thì cái hạnh phúc của người sơ thiền đó, cái hạnh phúc có được là do cái hạnh phúc của ly dục. Rồi nhị thiền á thì có được cái hạnh phúc á là do định. Rồi cái tam thiền á là cái hạnh phúc á là do vì của một người á mà giữ được cái bình tâm tự tại trước những cái cảm giác, trước các cái cảm thọ thái quá, như là cái cảm giác quá phấn khích của hỷ vân vân. Và cái cảm giác cái tự tại, cái bình tâm đó, đó cho nên mới gọi là cái xả. Thành ra nhiều người cứ thắc mắc rằng là tại sao mà ở trong tam thiền lại là có xả, thì cái xả này là xả mình xả vậy đó. Và Đức Phật này nói rằng là cái hạnh phúc của cái tầng thiền thứ ba đó là nhờ cái xả niệm lạc trú, là vì đó trú vào cái sự cái sự tĩnh lặng, cái sự tự tại của một người đã vượt qua được những cái gì đó, cái cảm giác thái quá, và cho nên gọi là cái xả niệm lạc trú. Và cái tầng thiền thứ tư á, là vì cái hạnh phúc của vị đó nó là do vì cái xả niệm của vị đó nó trên cái là cái tự tại tại một bậc, tức là nó đạt đến cái mức độ thanh tịnh. Do vậy khi mà tầng thiền á, mà thường thường Đức Phật này dạy ở trong ngày thuyết ở trong kinh Tạng đó là Đức Phật này đưa ra từng cái hạnh phúc thấp thổi nhất của chúng sinh ở trong cõi dục, rồi Ngài dạy đến những cái hạnh phúc cao thượng từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi cái hạnh phúc cao hơn nữa của một người vô sắc, và cuối cùng Ngài mới đưa ra một cái hạnh phúc lớn hơn. Cái hạnh phúc đó là vượt khỏi cái tam giới, tức là hạnh phúc người diệt các phiền não là siêu thế. Do vậy khi mà sau này đó chúng ta học quá thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình có nhiều cái cách phân loại lắm. Tôi muốn là nếu mà kịp thời giờ chút xíu rồi trong cuối giờ đó, chúng ta sẽ học cách phân loại đó. Rồi cái sắc giới á là do vị đó ly dục chứng được cái sắc giới. Còn cái vô sắc là sao? Với một người mà chứng thiền sắc giới rồi đó, họ cảm nhận được một cái sự an lạc trong tầng thiền đó. Bởi vì Đức Phật này diễn đạt rằng là cái hạnh phúc mà của ngũ dục á, cái hạnh phúc ta thấy cái sắc đẹp, cái tiếng hay, vị ngon, xúc lạc vân vân, các hạnh phúc nó không phải nào mà so sánh được với cái hạnh phúc của người chứng sơ thiền. Tương tự như vậy, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và do vì cái ái tiềm tàng ở trong tâm của mỗi chúng sinh phàm phu, và do vậy đó, khi mà có cái hạnh phúc nào thì dính mắc cái hạnh phúc đó. Và do đó một người chứng
được thiền sắc giới thì vị đó có một cái, có cái ái đối với sắc, đối có cái tham ái đối với, đối với cảnh thiền sắc giới, và chúng ta gọi đó là, gọi là sắc ái. Và cái sắc ái đi đó, nó còn một cái sắc ái khác nữa, đó là cái sắc ái trong ngũ dục, đó là cái tham ái. Khi mà chúng ta thấy cái cảnh đẹp thì gọi là sắc ái. Cái tham ái trong khi mà chúng ta nghe được cái tiếng hay gọi là thinh ái, tương tự như vậy là hương ái, vị ái, xúc ái. Thì cái sắc ái trong ngũ dục là cái sự tham luyến trong cái cảnh sắc đẹp của dục. Còn mà khi mà chúng ta phân loại ái mà dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đó là cái sự tham ái ở trong ngũ dục, sự tham ái trong cái an lạc của cái sắc giới gọi là sắc ái, và cái sự an, sự dính mắc ở trong cái hạnh phúc của thiền vô sắc gọi là vô sắc ái. Thì đây chúng ta phân biệt hai loại ái đó. Thì khi một người đã chứng thiền sắc giới rồi và vị đó nó muốn vượt thoát lên khỏi cái sắc giới đó, và vị đó phải là từ bỏ được cái sắc ái, giống như là trước kia vị đó đã phải bỏ được cái dục ái thì vị đó mới có được cái tu tập được cái thiền sắc giới. Thì để tu tập được cái vô sắc giới đó thì vị đó vượt qua một cái cạm bẫy khác nữa, đó là cái sắc ái. Và cho đến khi nào mà vị đó thấy được những cái giới hạn của cái tầng thiền mình đang có, tức là sắc giới, thì khi đó vị đó nỗ lực để cố gắng tu tập và chứng được cái thiền vô sắc. Và tu tập bằng cách nào? Đối với cái cảnh thiền sắc giới đó, là tất cả những cái đề, những cái phần lớn những cái đề mục tu tập và cái tâm trí của vị tu thiền sắc giới đó, là vị đó lấy cái đối tượng có hình sắc mà tu. Và do vì cái, chúng tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là đối với một vị tu thiền cái đề mục hoàn tịnh hay gọi là đề mục Kasina với cái án xứ là đất, thì khi mà vị đó mà chứng thiền định á, thì cái đất đó nó không phải là một cái hình ảnh cụ thể nữa, mà cái hình ảnh đất đó nó là cái hình ảnh trong tâm trí của một vị tu thiền. Nó tạm hiểu như thế này, nó giống như là chúng ta nhìn cái ngọn nến, và khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta vẫn còn mường tượng cái ngọn nến đó. Và nếu mà cái tâm của một người không tu định đó, thì cái sự mường tượng đó nó hời hợt. Còn đối với một người tu thiền định đó, thì họ nhắm mắt lại, họ không có nhìn cái đối tượng đó nữa, nhưng mà họ vẫn thấy trong tâm trí của họ nó rõ ràng, giống như là thấy bằng mắt thật. Và chẳng những là nó rõ ràng nữa mà nó còn đẹp hơn nữa. Và nếu muốn thì vị đó có thể mở rộng cái đề mục đó do cái định lực của mình. Và do vì chính vì một vị tu tập thấy rằng là khi mà mượn cái hình tượng để làm cái nơi cho cái tâm định á, thì cái hình tượng đó nó gần với cái cảnh sắc ở trong cái ngũ dục. Cho nên vị này mới thấy ra rằng là khi mà nó gần gũi với cái ngũ dục như vậy đó, thì nếu mà vị này không có cố gắng giữ một cái định tâm kiên trì, kiên cố, thì hoàn toàn có thể bị hoại thiền do vì cái sức cám dỗ của ngũ dục. Mặc dù á, là cái hạnh phúc của thiền định á, nó lớn hơn là cái hạnh phúc của ngũ dục, nhưng mà cái tâm lý của một chúng sinh phàm phu á, thì có những cái thiền não, có những cái cảnh mà lâu lâu chúng ta trạng lại một lần á, thì mình vẫn có thể là mình tham. Nó giống như là một số người khi mà chúng ta nghèo á, mình không có những cái thức ăn sang trọng, mình ăn những cái món bình thường thôi, giống như là mình ăn cà dầm tương đi, chúng ta ăn cà với tương, rồi sau này làm ăn giàu có thì chúng ta có những cái món ăn khác sang trọng hơn, nhưng không có nghĩa là cái cà dầm tương nó
mình quên hẳn. Đôi khi người ta ăn sang trọng một thời gian rồi đó, gặp lại cái món ăn nghèo ngày xưa đó, mình vẫn còn ăn. Dạ, cái phiền não nó như vậy. Thì đối với một người mà chứng thiền định, mặc dù đã có được một cái hạnh phúc lớn hơn rồi, nhưng không có nghĩa là vị đó miễn nhiễm đối với cái ngũ dục. Nếu mà vị đó không có cố gắng tinh tấn, không có cố gắng kiên trì thì giữ gìn cái hạnh phúc, cái thiền định đang có đó, thì cái ngũ dục nó vẫn tái phát, rồi nó giống như cái bệnh tái phát vậy. Do vậy đó, vị hành giả mới hướng tâm đến một cái đối tượng nào đó mà cái đối tượng này nó khác hẳn với cái cảnh dục đó, tức là một cái án xứ thiền định, một cái đề mục thiền định vô hình vô sắc. Cho nên là ở cái tầng thiền này đó gọi là cái thiền vô sắc. Vô sắc là hai lý do. Thứ nhất là cái tâm của vị hành giả đó là ly khỏi cái sắc ái. Thứ hai là về cái đề mục tu tập đó, thì vị này rời khỏi cái hình sắc. Tức là về thiền não đó, thì vị này bỏ đi cái sắc ái. Mà về cái đối tượng, cái công cụ tu chứng đó, thì vị này cũng không dùng cái phương tiện của cái gì mà nó liên hệ quan đến cái sắc. Và vị này còn thấy ra rằng là những cái gì mà nó còn liên hệ đến cái vật chất này á, thì nó rất là bấp bênh. Ví dụ giống như thân này của chúng ta, nó là do vì tứ đại hợp thành. Và do đó mà khi mà tứ đại bất hòa nó, thì chúng ta đau bệnh. Nó có những cái hệ lụy của nó. Hễ mà chúng ta càng phải lệ thuộc nhiều cái gì, chúng ta lệ thuộc vào cái gì đó, thì càng cái hạnh phúc nó không có chắc chắn. Yeah. Ví dụ giống như là ngày xưa mình đi học với thầy cô, có những vị là có những cô, những thầy vẽ rất là khéo, như là học hình học á, rồi đôi khi vẽ một cái hình tròn không có cần cơm ba. Rồi nhiều thầy nói rằng là mình phải tập như vậy, bởi vì có đôi khi thứ nhất là không phải lúc nào mình cũng phải có cơm ba bên mình. Rồi cái thứ hai đó, đôi khi có những cái vòng tròn lớn mà không có cơm ba nào mà lớn như vậy hết. Rồi và thứ ba đó là cái gì vậy mà nếu mà lúc nào mình muốn vẽ cái hình tròn, mình phải lệ thuộc những cái khuôn mẫu á, thì nó một trong một số trường hợp nó bất tiện. Và do đó là một trong những kỹ năng sư phạm của những thầy cô là cố gắng là làm sao cho mình trong một số trường hợp là vẽ cái đường, vẽ một cái hình tam giác cũng có thể không cần thước, mặc dù nó không chuẩn giống như là thước nhưng nó cũng là tương đối. Rồi có khả năng vẽ những cái vòng tròn mà dù rằng nó không được tròn giống như là cơm ba nhưng mà cũng là cái mức độ tương đối. Thì khi làm được như vậy đó thì chúng ta thầy cô khỏe lắm, tức là không phải lúc nào cũng phải mang thước cơm ba theo. Hoặc là nó cũng giống như là hồi nhỏ là khi mà mình mới học chữ á, thì mình chỉ biết được như những cái trang sách nào mà có cái kẻ ô kẻ lằn á, thì mình mới viết ngay được. Còn mà nếu mà cái dàn trang giấy trắng á, mà không có lằn kẻ đó, mình viết không có ngay. Dạ. Nhưng một thời gian sau là mình phải biết làm sao á, là dù cho không có lằn kẻ thì mình vẫn viết được. Thì đối với cái đó được hiểu như thế nào thì cũng giống như là bị tu tập cái thiền vô sắc á, là vì đó làm sao mà cái tâm định của mình có khả năng mình cái đối tượng đó vô hình mà vẫn có thể định tâm được, chứ không phải cần cái công cụ là hình sắc. Và do đó thay vì vị đó tập trung trên một cái hình tượng thì vị đó lại nghĩ đến một cái đối tượng khác rộng lớn hơn, bao la hơn những cái hình sắc mà mình vẫn an trú cái tâm định ở cái trình độ sắc giới. Đó là vị đó lấy hư không. Bởi vì một vật thể có to lớn như thế nào đi nữa thì nó cũng không có bao la vô tận giống như là hư không. Và hư không á, là một cái đối tượng vô hình vô sắc. Và chính vì cái vô hình vô sắc đó cho nên hư không nó không có bị những cái lực vô thường giống như do vì bị nóng hay lạnh vân vân chi phối. Và do đó là vị hành giả nó là từ bỏ tất cả mọi cái sắc tướng, ở trong kinh gọi là
vị này là vượt lên trên cái sắc tưởng. Về cái phiền não thì vị này phải vượt qua cái sắc ái. Về cái phương pháp tu tập thì vị này vượt qua cái sắc tưởng. Tức là làm sao định tâm mà không cần phải qua cái công cụ hình ảnh. Vị này, cái tầng thiền đầu tiên nó gọi là cái không vô biên xứ. Cái tầng thiền đầu tiên, bốn cái tầng thiền sắc giới này á, thì hơi khó nhớ là bởi vì chúng ta không có dễ ăn giống như là cái sơ nhị tam tứ ngũ mà như đi số của cái tầng thiền sắc giới. Nhưng mà các vị cũng cố gắng là bởi vì nó chỉ có bốn tầng thiền thôi, nhưng chúng ta cũng nhớ nhà kỹ nghĩa. Như vậy thì để mà nhớ đó là do vì bị hành giả cái tầng thiền đầu tiên lấy hư không bằng đối tượng cho nên gọi là không, và hư không thì không giới hạn cho nên gọi là vô biên. Còn cái xứ là cái đối tượng, là cái nơi mà vị này tập chú vào đó, cho nên gọi cái tầng thiền đầu tiên gọi là không vô biên xứ. Ở đây chúng ta trong cái lớp khái lược thì chúng ta chỉ hiểu khái quát thôi, bởi vì có những phần tử học viên tự học rồi mình đọc sách rồi đọc tới các cái tầng thiền vô sắc hàng ngán, tại vì đi chi tiết dài dòng quá hàng ngán rồi bỏ. Nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta học là chúng ta phải học rằng là đầu tiên khi mình học quy diệu pháp là mình cần phải học cái khái quát cái nào trước, và khi mình có được cái khái quát rồi đó thì khi đó mình mới đi chi tiết. Do đó mà ở trong một số trường hợp là tôi không có đi chi tiết là bởi vì để không cho các vị hỏi có rối lắm. Rồi cái thứ hai đó, cái đầu tiên đó thì chúng ta có cái gọi là cái không vô biên xứ. Vô sắc giới. Aruba Vajra. Chuyện có bốn tầng một đó là không vô biên xứ. Thì nào có ghi được Bali thì ghi ca sa nanh cha gia tầng á. Cái thứ hai gọi là cái thức vô biên xứ. Quy nha năng trà giá tăng á. Cái thức vô biên xứ đó là khi một người đã chứng được cái không vô biên xứ rồi đó, thì vị này thấy ra rằng cái không vô biên xứ này nó còn cận kề với cái sắc giới. Và do vậy đó, nếu mà cái vô biên, không vô biên xứ này mà vị đó không có cố gắng bằng cái tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, thì cái không vô biên xứ này nó vẫn có thể bị hoại và vị này trở lại cái sắc giới. Và do vì vị này thấy ra được cái giới hạn của cái không vô, cái tầng thiền không vô biên xứ, cho nên vị này cố gắng là làm sao là có một cái trình độ, cái tâm định nào đó, đó cao hơn cái không vô biên xứ này. Và vị này thấy ra rằng là tuy rằng hư không là vô biên, nhưng mà hư không vẫn bị cái tâm biết. Cho nên cái tâm, cái thức mới thật sự là cao hơn là cái thức nó mới thật sự là nó cao hơn là nó mới là vô biên, nó mới khôn cùng. Và do vậy đó là vị này lấy cái tâm và cái đối tượng này, tôi nói chậm chậm để các vị có thể nhớ, có các vị rõ.
cái không vô biên xứ á, tức là vị này lấy cái đối tượng là hư không. Còn thức vô biên xứ á, là vị này lấy cái đối tượng tu tập á, là lấy cái không vô biên xứ làm đối tượng. Bởi vì vị này thấy rằng cái đối tượng là hư không á, vẫn bị cái không, cái tâm không vô biên xứ biết. Do vậy cái tâm không vô biên xứ này nó mới cao hơn là cái hư không. Chúng ta tạm hiểu như vậy. Hiểu đơn giản như vậy thôi, chứ còn mà nói nhiều thì chi ly thì hay rắc rối. Rồi á, do vì vị này lấy cái đối tượng tu tập á, là tâm không vô biên xứ, cái đối tượng là tâm, cho nên cái tầng thiền này khi mà vị này chứng đạt á, gọi là tâm vô biên xứ hay là thức vô biên xứ. Mà ở đây thường thường thì gọi là thức vô biên xứ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái thức này là cái tâm đó. Cái thức này chính là cái tâm không vô biên xứ. Như vậy thì các vị nhắc ghi cho các vị vậy. Mấy ngày hôm nay khi mà tôi dạy cái phần này thì tôi hơi ngại ngại là cái lời lý do là cái vấn đề nó hơi khó. Bây giờ chúng ta lấy cái đối tượng nha. Đối tượng ở đây là hư không. Dạ hư không, đối tượng này là hư không. Còn cái đối tượng của cái này á, là lấy tâm không vô biên. Thì các vị ghi bài thì các vị không có ghi cái kiểu giống như tôi đang ghi ở đây nha. Không vô biên xứ rồi cái này đây là tôi nói rồi, tôi giải thích là đây là cái đối tượng án xứ, cái đề mục tu tập của từng cái tầng kia. Các vị ghi cho nó dễ nó hợp lý. Tại vì này chứng được cái thức vô biên. Là cái cao hơn chút, cao hơn thức vô biên là vô sở hữu xứ. À, kinh trên nhà cho tân ạ. Ở đây thì cái phần này ở trong cái phần mà chúng ta học về tâm á, thì chúng ta nói thoáng qua cái phần này thôi. Còn khi mà học chi tiết á, thì học ở trong cái phần 40 cái nhãn xứ, 40 cái nhãn xứ của thiền chỉ. À, ở đây chúng ta nói chi tiết để các vị, đây chúng ta nói khái quát để các vị để vậy nhé, cái tên thôi. Cái vô sở hữu á, tức là một cái trạng thái tâm định mà khi vị này á, lấy cái không vô biên xứ á, làm cái đối tượng tu tập á, thì vị này chứng được cái thức vô biên xứ. Và khi mà vị này chứng được cái thức vô biên xứ á, thì vị này thấy cái không vô biên xứ mà trước đây cái thức vô biên xứ lấy làm đề mục tu tập á. Hay nói cách khác là vị này nhìn lại cái tầng thiền đầu tiên là không vô biên xứ á, nó đã không còn nữa, mà bây giờ á, là đang là thức vô biên xứ. Cho nên vị này mới thấy lại rằng là dù là hư không, là không, là vô tận, thức á, là không cùng, nhưng mà tất cả những cái thứ này á, nó đều trong không hết. Cho nên vị này mới lấy cái đó để làm cái đề mục tu tập. Và cái đề mục tu tập đây tức là cái gì? Tức là một cái trạng định tâm trên một cái trạng thái động không. Ở đây chúng ta rất là khó có diễn đạt, là bởi vì đây là cái trình độ của một cái tâm định cận kề với cái tâm định cao nhất. Chỉ có cái trình độ của một người tu thiền ở cái mức độ đó thì đó mới có khả năng
là định tâm trên cái không có. Còn với một người thường thì không bao giờ có thể làm được cái điều đó. Giờ với một người mà cái tâm định dưới không có thể làm được. Vậy do vì cái định tâm trên cái mà cái không có nó gọi là cái là vô sở hữu xứ. Ở trong kinh nó có kể là cái giai thoại đó, là có vị thầy là lúc sắp mất á, học trò nó mới hỏi thầy mình là thật ra từ trước giờ đó tụi con học con tu với thầy á lâu lắm mà con cũng không biết cái thầy chứng đạt đến cái tầng thiền nào. Thì vị thầy mà nói không có gì, vì sao nó ngày tịch. Rồi học trò thì nghe thì thất vọng quá, nói thầy mình thần tượng quá mà mình tưởng không tu cả đời không được này được kia, ăn ngỡ không có gì. Thì sao cái chuyện đó nó cũng dài dòng lắm, là tại vì trước đó là vị huynh trưởng giống như là mình nói theo cái kim tàu là trưởng môn á, thầy ăn đứa học trò lớn nhất á, là có công việc là phải đi xuống làng để tìm những thức ăn vật dụng như là muối để người cho các vị tu sĩ. Và cái vị này có trí tuệ lắm, bởi vì vị này là tiền thân của thầy Sa La Phất. Là khi mà trở về thì việc đầu tiên đó là vị này thấy là sư phụ thầy của mình mất rồi, là làm để lo cái hậu sự cho thầy. Rồi sau đó thì nghe mấy sư đệ mình mà nhắc lại, rồi trước khi mà thầy mất thầy nói thầy kỳ quá, mình thấy thầy tu nhiều quá mà sao mà thầy không được cái gì. Thì kể ra cái việc đó thì ông đại sư huynh nói không phải cái đó là cái vô sở hữu xứ, là không có gì. Nói thầy chúng ta là đã chứng định cái định thiền vô sắc và vô sở hữu xứ. Còn cái phi tưởng xứ đó là cái phi tưởng xứ là ở đây chúng các vị, nếu mà các vị mà không có thấy mà dài dòng quá thì các vị chỉ hiểu đại khái cái vô sắc á, tức là cái đề mục thiền định mà không có hình sắc giờ được rồi nha. Trong cái lớp khái lược mình học như vậy, chúng tôi học dài dòng quá các vị xong thấy mình đang rối mù. Đây chỉ là coi như là phần nói thêm cho nó rõ cho các vị dễ cái nhớ cái tên. Thì cái gọi là trước hết chưa có ghi bài. Cái tầng thiền thứ tư á, cái tầng thiền thứ tư gọi là phi tưởng. Phi tưởng. Phi tưởng xứ. Nê quá sanh nha. Nê quá sanh nha rồi na sanh nha nữa. Nhà do tâm á. Đây là cái tầng thiền định cao tột nhất mà một người phàm phu có thể đạt đến. Một người phàm phu á, thì đạt đến tối đa đó là đến cái trình độ của cái tầng thiền thứ tư của cái vô sắc này, là phi tưởng xứ là hết rồi, không có đi xa hơn được nữa. Chỉ có chư thánh nhân thì mới vượt thoát ra khỏi cái này thôi, còn phàm phu quá thì tới đây thôi. Cái tầng thiền thứ tư của vô sắc á là do vị hành giả đó thì lại lấy cái tầng thiền thứ ba. Chưa ghi này. Cái vô sở hữu xứ này á thì vị này thấy lấy cái sự biến mất của mất của tầng thứ nhất, sự biến mất tầng một đi, để ghi cho gọn. Tầng một tức là lấy cái đề tài, cái thức vô biên này á thì lấy cái đề mục á, là cái không vô biên. Còn cái vô sở hữu xứ á là cũng lấy cái đề mục không vô biên, mà không phải là lấy để ăn thuốc trên đó, mà thấy ra là cái sự biến mất, cái sự động không của nó. Hai cái này đều lấy cái một hết, nhưng mà hai cái khác nhau. Rồi cái phi tưởng xứ này á, thì lại lấy cái vô sở hữu xứ này
cái vô sở hữu sự. Vị này thấy rằng chính là một cái với một người mà đạt được cái trình độ của cái thiền tầng thứ ba là vô sở hữu xứ, vì đó mới thấy rằng là khi mà đạt đến được như vậy đó thì đó mới là ở trong Pali gọi là e tăng san tăng e tăng bánh y tăng, tức là đây mới là an tịnh, đây là mới là tối thượng. Ê tăng sanh tăng ê tăng bani tăng, đó là cái đề mục mà của vị tu vô phi tưởng như vị tưởng xứ họ bị đã ăn trú, tức là lấy cái tầng thiền thứ ba làm cái đề mục cho tầng thiền thứ tư, và nghĩ là vị đó biết rằng là khi mà bỏ hết tất cả các cái hình tướng hết đó, không có gì hết đó, thì khi đó mới thật sự là mới thật sự đó là kiên cố, mới thật sự là an ổn, mới thật sự là an tịnh. Và khi này cái tâm của cái tầng thiền này á, nó được vi tế đến mức độ mà được gọi là cái phi tưởng, phi tưởng xứ. Phi tưởng tức là không phải là tưởng, hay chúng ta nói là không có tưởng mà cũng không phải là không có, hay nói cách khác đó, là nói có cũng không đúng mà nói không có cũng không đúng, nói có cũng không phải mà nói không có cũng không phải. Phi tưởng là không phải tưởng, phi tưởng tức là không phải là không phải tưởng, tức là nói có thì nó không đáng gọi là có, mà nói không thì nó không hẳn là không. Và ví dụ ở trong bộ luận nó ví dụ như thế này, ví dụ giống như là một cái bát đựng dầu mè, và khi mà người ta đã dùng hết rồi á, nhưng mà cái bát ấy vẫn chưa rửa. Rồi có một người khác á, muốn cần một cái bát để uống nước, thì người đó mới mượn cái bát đựng dầu mè này. Thì khi đó người chủ của cái bát đựng dầu mè nói là cái bát này uống không được, bởi vì nó dính dầu mè. Nhưng một chút xíu sau thì có người khác á, đến xin dầu mè để chế biến thức ăn, thì người này nói rằng là cái bát này nó hết dầu mè rồi. Thì như vậy đó, khi một người cần uống nước, cần uống nước sạch đó, thì cái bát này gọi là cái bát đó, nó có dính dầu mè, nó chưa có rửa sạch, cho nên chưa có uống được, chưa dùng nó để uống được. Nhưng mà một người khác đó, cần dầu mè để nấu ăn đó, thì lại là nói rằng là cái dầu mè đã hết rồi. Như vậy thì cái dầu mè đó nó còn như thế nào? Nó còn ở đây á, tức là nó không có hoàn toàn nó hết. Và khi mà nói hết ở đây á, có nghĩa rằng là nó còn đó nhưng mà nó dùng được, nó còn có chút xíu nó dính trên bát thôi. Hay là đôi khi chúng ta nói rằng là ai đó muốn nhất là mình mua đồ hay là cha mẹ nhà thì con cái nhà xin cha mẹ tiền để mua món quà, với cha mẹ nó hết tiền rồi. Hoặc là con cái muốn đòi trong nhà dự tính mua những cái món đồ nào đó, giống như mình nhà mình nghèo nhưng mà mình đòi tính mua xe hơi, thì cha mẹ nó mình đâu có tiền đâu con, mua xe hơi. Không có tiền ở đây có nghĩa là không có đủ tiền để mua xe hơi, chứ không phải là không có tiền mà không còn đồng nào. Có những cái cách nói như vậy. Thì ở đây cái gọi là cái phi tưởng xứ đó, phi tưởng đó, tức là cái tưởng này á, nó không còn giữ được cái vai trò của cái tưởng nữa. Này hơi dài dòng một chút xíu.
là đối với một vị tu thiền từ cái sắc giới cho đến cái tầng thiền vô sở hữu xứ, thì vị này bắt buộc có phải dùng một cái chi phần rất là mạnh mẽ của cái tâm, đó là cái khả năng liên tưởng. Và đối với cái tầng thiền, cái tầng thiền vô sắc này, nó tế nhị đến mức độ mà vị này không phải vận dụng theo cái cách mà từ trước đến giờ dùng bằng cái liên tưởng nữa. Cho nên cái tưởng khi này là không dùng đến, cho nên gọi là phi tưởng. Nhưng mà tại sao gọi là phi tưởng? Là bởi vì khi mà có tâm thì bắt buộc là có tưởng, không thể nào có. Cho nên gọi là có tưởng, nhưng mà cái tưởng đó nó không dùng đúng cái chức năng, cái vai trò của tưởng nữa. Đó là ý nghĩa của phi tưởng, phi tưởng. Tức là chúng tôi lấy ví dụ khác, chẳng hạn giống như là một Phật tử nào đó đến chùa hỏi rằng là tại sao ở chùa sư không có thành lập một cái ban phiên dịch kinh sách. Tôi nói rằng là chùa không có người. Không có người ở đây có nghĩa là không có người đủ năng lực để làm cái công việc đó, chứ không phải là không có người là chùa cái chùa hoang không ai ở. Nó có người khác, nhưng mà cái người mà phiên dịch kinh điển đó là mình không có cái những người đó. Thì cái tưởng ở đây là nó không phải là nó vắng mặt, bởi vì cái tưởng nó là luôn luôn đi, tâm nào cũng phải có tưởng, nhưng mà cái tưởng này không còn giữ được cái vai trò của cái tưởng ở trong các cái tầng thiền thấp kia nữa, cho nên gọi là phi tưởng. Phi tưởng tức là không có tưởng dùng ở trong cái vai trò để tu định nữa, nhưng mà điều đó không phải hoàn toàn là không có tưởng. Cái ý nghĩa của phi tưởng thì phi tưởng chính là vậy. Thì bây giờ nói nữa là các vị còn nhắn giữ thôi, chúng tôi vắn tắt gì nhắn vắn tắt và chúng ta nhớ, chúng ta nhớ là bốn cái tầng thiền sắc giới là như vậy, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, cái phi tưởng xứ. Và cái vô sắc này cũng được cái chia làm ba là cái tâm thiện, tâm quả và tâm di tác. Tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ và tâm thiện phi tưởng, phi tưởng xứ. Và nhờ bốn cái tâm thiện này nó cho ra bốn cái quả, gọi là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ và tâm quả phi tưởng xứ. Và đối với một vị A-la-hán tương tự là ngài cũng có thể ngài chứng được các cái tầng thiền vô sắc này, nhưng mà ngài chứng rồi đó nó không có cho cái quả, tức là gọi là cái tâm quả gì, gọi là cái tâm di tác. Như vậy là tâm di tác hay còn gọi là tâm tố không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Và ở đây ấy, nói về cái nhân và cái quả ở trong cái sắc, cái vô sắc này ấy, thì nó cũng giống như là cái thiền sắc giới, tức là cái tâm nào thì sẽ cho cái quả tương ứng đó. Là cái tâm không vô biên xứ thì cho cái tâm quả không vô biên xứ, cái tâm thức vô biên xứ thì cho cái quả thức vô biên xứ, và cái tâm mà vô sở hữu xứ cho quả vô thì xứ, phi tưởng phi tưởng xứ thì cho quả phi tưởng phi tưởng xứ. Chứ không có thể nào cho một tâm mà cho nhiều quả, giống như là trường hợp đối với cái dục giới. Và nói về cái thời gian trổ quả đó thì nó cũng tương tự giống như là nói với cái thời gian trổ quả, thì nó cũng giống như là đối với trường hợp của sắc giới, tức là nó chỉ có hai trường hợp, đó là như chúng ta có nè, thiện báo nghiệp. Chúng tôi nhắc lại thì có một số phần tử của hôm trước có vẻ giống như là không có hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp. Hậu báo nghiệp. Rồi vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp. Ở đây tôi đã do vì có Phật tử học viên hỏi cho nên tôi muốn nhắc lại cái này. Tôi lấy ví dụ nè, đây là cái kiếp hiện tại nè. Kiếp hiện tại. Rồi sau khi chết đây á,
là kiếp thứ thứ nhất sau khi chết, và đây là cái kiếp thứ hai sau khi chết, và thứ ba sau khi chết, vân 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 vân. Thì cái sanh, cái hiện báo nghiệp đó là những cái nghiệp nào mà nó cho quả trong cái kiếp hiện tại này, thường thường là trong 7 ngày. Rồi cái sanh báo nghiệp đó là những cái nghiệp nào mà sau khi chết đó, nó cho cái quả trong cái đời sống sau khi chết này, gọi là sanh báo nghiệp. Rồi còn cái hậu báo nghiệp đó, là nó cho quả rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, rất là nhiều lần. Còn cái vô hiệu nghiệp đó, tức là nó không có cho quả được. Thì cái vô sắc này á, thì cũng chỉ có hai là sanh báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Sanh báo nghiệp ở đây tức là một người chứng được vô sắc. Một người chứng được vô sắc thì cái vô sắc là họ chứng ở trong đời hiện tại nè. Giờ vô sắc họ chứng ở trong cái kiếp hiện tại này. Thì cái quả đó chỉ khi nào họ chết đó, thì họ mới được cho cái quả, bởi vì nó cho có một quả duy nhất thôi, chứ nó không phải cho nhiều quả giống như ở trong tâm dục giới. Và cái quả nó chính là cái quả cái cõi phạm thiên, cái cõi vô sắc. Do đó mà cái vô sắc này nó cũng giống như là trường hợp của sắc giới, là không có thể cho cái quả trong hiện tại, mà chỉ có cái sanh báo nghiệp thôi. Và nếu trường hợp mà vị này bị hoại thiền, hay là vị này chứng các cái thần thiền cao hơn, hoặc là chứng A-la-hán, thì cũng giống như ba trường hợp của sắc giới, thì những cái tầng thiền, những cái quả kia nó trở thành vô hiệu nghiệp. Tức là một người mà chứng được thức vô biên xứ đó, thì cái quả của không vô biên xứ thành vô hiệu nghiệp. Một người chứng được vô sở hữu xứ đó, thì hai cái quả của hai thần thiền kia trở thành vô hiệu nghiệp. Một người chứng phi vi tưởng xứ đó, thì ba cái quả của các cái thần thiền trước là vô hiệu nghiệp. Một người chứng A-la-hán thì toàn bộ bốn cái quả của cái bốn tầng thiền này là vô hiệu nghiệp. Là bây giờ chúng ta có là này, cái này hết giờ. Đây. Chúng ta có cái để tôi mở lớn cái này lên cho nó bị dễ nhìn. Ở đây là cái phần sắc giới. Sắc, ở đây là vô sắc. Hai cái tâm này cộng lại đó, thì gọi là đảo đại. Chữ Bali là Mahakata. Các vị tự ghi phần này. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới đó cộng lại đó, gồm lại thì gọi là tâm đáo đại. Tại sao gọi là cái tâm đáo đại? Vì tâm đó đạt đến những cái lãnh rất cao lớn, to lớn hơn rất là nhiều so với cái tâm dục giới, cho nên gọi là cái tâm đáo đại, cái cặp tâm đáo đại. Vì vậy thì các vị nhớ, tôi khỏi ghi, là cái tâm sắc giới và cái tâm vô sắc giới đó, gồm lại thì gọi là cái tâm đáo đại. Và cái tâm đáo đại này, các vị cũng tự ghi giúp tôi. Hai cái này là chúng ta có là đáo đại. Rồi đáo đại này á, cộng với cái dục giới. Đáo đại này cộng dục giới đó, thì nó bằng ra là hiệp thế. Tôi xin lặp lại. Cái tâm sắc giới và cái tâm vô sắc giới, hai tâm này gồm lại gọi là đáo đại. Tâm đáo đại và tâm dục giới gồm lại gọi là hiệp thế. Rồi hôm trước á, chúng ta học cái phần chia pháp. Cái phần chia pháp là
tất cả gọi là pháp. Pháp chia có hai, pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp tục đế chia ra có hai, là danh tục đế hay là danh chế định, là nghĩa tục đế hay là nghĩa chế định. Pháp chân đế chia ra có hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi chia ra có hai, danh và sắc. Danh chia ra có hai, tâm và sở hữu. Và trong tâm chia theo địa vực thì có bốn: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Ngày hôm nay chúng ta có một cái cách chia tâm khác, tức là tâm được chia ra làm hai: tâm chia có hai là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Rồi cái tâm hiệp thế này được chia làm hai là tâm dục giới và tâm đáo đại. Rồi cái tâm dục giới đó thì chúng ta chia làm hai là tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Rồi tâm đáo đại chia có hai, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Đó là phần chia pháp. Sau này trong cái phần tâm chúng ta có nhiều cách chia, giống như là chúng ta chia làm hai là hiệp thế và siêu thế. Rồi chúng ta chia làm bốn theo cái địa vức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và niết bàn. Hay chúng ta chia làm ba theo tánh, tức là thiện, bất thiện và vô ký. Hay chúng ta chia làm bốn theo giống, tức là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống duy tác, vân vân. Chúng ta có nhiều cái cách chia. Và đó là cái cách chia pháp. Thì bây giờ trong cái bài học này á, thì chúng ta đổi lại cái cách chia pháp theo cái cách khác. Hôm trước chúng ta có chia theo được cái tâm chia làm bốn. Còn bây giờ đó thì chúng ta chia là làm hai, để từ đó chúng ta dễ nhớ hơn. Như vậy thì tôi chia lại, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai, cái pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế chia ra có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Pháp chân đế chia có hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi chia ra có hai là danh và sắc. Danh chia có hai là tâm và sở hữu. Tâm chia ra có hai là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế chia ra có hai, tức là tâm dục giới và tâm đáo đại. Tâm dục giới chia ra có hai là tâm dục giới vô tịnh hảo và tâm dục giới tịnh hảo. Tâm hiệp đáo đại chia ra có hai, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy đó là cái phần mà chúng ta chia pháp. Rồi chúng ta học một cách thứ hai nữa, không có chia mà bây giờ đó là gồm pháp. Gồm pháp á, tức là chúng ta cộng hai nhóm pháp lại với nhau, gọi là gồm pháp. Còn chia pháp á, là chúng ta chia một nhóm pháp nào đó ra nhiều phần, gọi là chia pháp. Thì cái cách vừa rồi đó thì chúng ta gọi là chia pháp. Còn cách thứ hai á, chúng ta học bài đó là gọi là gồm, cái cách mà chúng ta tôi đề cập đến đây là gồm pháp. Thì gồm pháp này có nhiều cái gồm pháp. Gồm pháp tức là chúng ta đi từ chi tiết cho đến khái quát. Chia pháp đó là đi từ khái quát ra chi tiết. Còn gồm pháp đó là đi từ chi tiết đến khái quát, gọi là gồm pháp. Và tôi nhớ ngày xưa là mấy thầy dạy là hãy chia đó thì chia cho hết, mà gồm thì gồm cho đủ. Dạ, có vị Phật tử nào có ghi chú à? Thì gồm pháp, tôi gồm pháp, nó có nhiều cái cách gồm pháp. Sau này mỗi học viên chúng ta, tôi đề nghị là chúng ta có một cái cách chia pháp và một cách gồm pháp riêng. Bởi vì khi mà mình đã có một cái tiêu chí nào đó thì hoàn toàn chúng ta có thể làm cái việc đó. Bây giờ tôi lấy ví dụ là chúng ta đi từ cái chi tiết nhất, từng cái tâm một, rồi chúng ta gồm pháp lại, tức là chúng ta đi từ cái chi tiết cho đến cái tổng quát. Ví dụ như là trong tâm này nè, tâm thì gồm có 121 tâm. Trong đó đó, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, rồi tương tự với tâm xả. Tám tâm này gồm lại gọi là tâm tham. Rồi tâm sân
thọ ưu học phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu học phẩm hữu trợ. Hai tâm sân này gồm lại gọi là tâm sân. Rồi tâm si thì có tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Hai tâm này gồm lại gọi là tâm si. Nhưng mà khi mà chúng ta đi mà quá chi tiết từng tâm một á, thì nó rất là mất thì giờ. Giờ chúng ta chỉ nói để cho các vị biết vậy thôi. Còn bây giờ đó thì chúng ta đi là ở nhóm tâm. À, chúng ta gồm pháp ở nhóm tâm. Tâm thì gồm có 121 thứ tâm. Trong đó tâm tham, tâm sân, tâm si gồm lại gọi là cái tâm bất thiện. Tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện, rồi tâm quả thiện vô nhân và tâm di tác vô nhân gồm lại gọi là tâm vô nhân. Rồi tâm thiện dục giới, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm di tác dục giới tịnh hảo gồm lại gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Rồi tâm sắc giới và tâm sắc giới và tâm vô sắc á, gồm lại nó gọi là cái tâm đáo đại. Tâm đáo đại và tâm siêu thế nó gồm lại đó thì gọi là tâm pháp. Cái tâm pháp, tâm và sở hữu gồm lại đó thì gọi là danh. Danh và sắc á, thì gồm lại nó gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi và pháp vô vi á, gồm lại đó gọi là pháp chân đế. Pháp chân đế và pháp tục đế đó gồm lại gọi chung gọi là pháp. Các vị làm được không? Dạ được sơn. Dạ dạ sa thú. Bây giờ các vị phần tử nào mà chúng ta thấy làm được á thì chúng ta hoan hỷ đưa bàn tay lên. Và cô Nhung hoan hỷ giúp sư á là mời gọi các vị học viên. Và chúng ta đó bởi vì ở trong phòng nó có nhiều người, do vậy đó vị học viên đầu tiên á thì chúng ta chia pháp, vị học viên thứ hai á thì gồm pháp, rồi thứ tự xen cả như vậy, cứ một vị chia pháp, một vị gồm pháp, một vị đi từ tổng quát ra chi tiết, còn vị đi từ chi tiết thì gồm lại tổng quát. Thì có vị nào xưng phong đi đầu tiên á, chúng ta đi theo cái chi tiết từ khái quát thì là chi tiết, tức là chia pháp. Có các vị nào xưng phong lên làm được không? Hình như hôm nay dài quá, không ai dám xưng phong lên vậy. Dạ thưa sư, con xin chia pháp. Dạ dạ mời con. Dạ tất cả là pháp. Pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân con đế nên, vô vi. Nên tục kể tục đế trước đi, tại tục đế ngắn cho nên mình kể tục đế trước. Dạ. Dạ tục đế chia hai trước đi, tại chia hai là phần tục đế hết rồi. Pháp tục đế và pháp chân đế, pháp tục đế được chia làm hai là dạ. Danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định. Dạ. Pháp chân đế được chia làm hai là chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân dạ. đế hữu vi được chia làm hai là sắc pháp và sanh pháp. Danh pháp dạ. được chia làm hai là sở hữu tâm và tâm. Dạ. Tâm được chia làm hai là tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai là tâm đáo đại và tâm dục giới. Dạ. Tâm dục giới được chia làm hai là tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Dạ. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai là tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện dạ. được chia làm ba là tâm tham, tâm sân, tâm si.
Tâm tham được chia làm 8. À, không không cần đi chi tiết lâu lắm, chỉ tới tới tham sân si được rồi, không cần phải kể từng từng tâm một. Dạ. Và bây giờ tới tâm tịnh hảo, tâm tịnh hảo chia làm có mấy? Tâm tịnh hảo dục giới. Tâm tịnh hảo được chia làm 3. Tâm tịnh hảo dục giới, tâm tịnh hảo dục giới. Tâm tịnh hảo dục giới được chia làm 2. Chia làm 3. Tâm dục giới tịnh hảo, chia làm 3, tâm dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm quả dục giới tịnh hảo và tâm di tác dục giới tịnh hảo. Dạ. Tâm quả dục giới tịnh hảo được chia làm 8. À, không không cần đi chi tiết quá lâu. Dạ, bây giờ cái tâm sắc giới, cái tâm đáo đại chia làm 2. Tâm đáo đại được chia làm 2, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới được chia làm 3, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm duy tác sắc giới. Dạ. Tâm quả sắc giới được tâm vô sắc. Tâm vô sắc được chia làm 3 là tâm thiện vô sắc, tâm quả vô sắc và tâm duy tác vô sắc. Dạ. Dạ. Con nữa không thưa sư? Dạ không, cô mời một Phật học viên kế tiếp để gồm pháp. Dạ. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên gồm pháp ạ. Các vị không kể từng cái thứ tâm mà nhóm tâm thôi. Đầu tiên là một tâm gồm có 121 thứ tâm, trong đó tâm tham, tâm sân, tâm si gồm lại gọi là tâm gì đó các vị tiếp. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên gồm pháp ạ. Sau này tôi kinh nghiệm bữa nào mà tôi mệt thì tôi hỏi các vị để khỏi mất công các vị hỏi tôi. Dạ. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, kính mời đạo hữu Trí Đặng ạ. Dạ, con xin được phép gồm pháp. Dạ, cứ một vị gồm thì vị kế là chia. Dạ, tâm có 121 loại tâm. Tâm tham, tâm sân, tâm si được hình tâm, tâm bất thiện. Dạ. Tâm quả thiện, tâm quả bất thiện, tâm quả phục quả, quả thiện, vô nhân. Tâm vô ký tịnh hảo từ tâm vô ký vô nhân thì được gọi là tâm vô vô nhân nghiệp giới vô nhân tâm vô nhân. Dạ, tâm vô nhân. Tâm thiện tâm thiện tâm quả thiện tâm thiện sắc giới tịnh hảo. Dạ, tâm thiện sắc giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới. Dạ, tâm thiện dục giới, tâm tâm quả thiện hữu nhân. Tâm quả dục giới tịnh quả dục giới tịnh hảo hữu nhân, tâm di tác tịnh hảo gồm lại thành tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. Dạ, rồi dạ tâm bất thiện tâm vô nhân, tâm dục giới tịnh hảo gồm lại thành là tâm dục giới. Dạ. Dạ rồi tâm sắc giới tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm di tác sắc giới gồm lại thành là tâm sắc giới, gồm lại gọi là tâm sắc giới. Dạ. Dạ, tâm sắc giới. Dạ, tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới, tâm di tác vô sắc giới gồm lại thành là tâm vô sắc giới. Dạ, gồm lại gọi là vô sắc giới. Dạ, tâm sắc giới gồm lại với tâm vô sắc giới thì được gọi là tâm đáo đại. Dạ. Dạ, tâm dục giới gồm lại với là tâm đáo đại được gọi là tâm hiệp thế. Dạ, tâm hiệp thế và tâm đáo đại gồm lại gọi là tâm hiệp thế. Dạ, tâm hiệp thế và tâm đáo đại gồm lại được gọi là tâm hiệp thế. Dạ. Dạ, tâm hiệp thế gồm lại với tâm siêu thế được gọi là tâm. Dạ, gồm lại. Dạ, gồm dạ. Lại là tâm. Là tâm. Tâm và sở hữu. Tâm và sở hữu, tâm được gồm lại được gọi là danh. Dạ. Vậy. Và danh và sắc gồm lại được gọi là pháp hữu vi. Dạ. Pháp hữu vi gồm lại pháp hữu vi và pháp hữu vi gồm lại được gọi là chân đế. Pháp hữu vi và pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi và pháp vô vi gồm lại gọi là pháp chân đế. Gọi là pháp chân đế. Dạ. Pháp chân đế và pháp tục đế. Tục đế gồm lại được gọi là pháp. Dạ.
thì cái gần pháp này cũng dễ, và thật ra thì trong các cái xứ Phật giáo đó thì các ngài có nhiều cái cách học khác nhau. Cái cách của chúng ta là cái cách của ngài Hòa Thượng Định Sự, mà tôi cũng có tham khảo nhiều cái cách khác, thì tôi thấy nó không có dễ nhớ cho bằng là cái cách gần pháp và chia pháp của ngài Hòa Thượng Định Sự. Và các vị học viên ở đây chúng ta coi giống như là người học võ, mà chúng ta học quyền học thế rồi đó, thì mình cũng có học quyền học thế của người con Phật, tức là mình học bằng cách là mình gần pháp chi pháp, và nhờ vậy mình dễ nhớ. Là hoặc là các học viên nào đó, đó. Còn học viên nào nữa không? Dạ, sa thố. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên chia pháp và đạo hữu giáo quỷ Nguyên Giang chuẩn bị để gồm pháp ạ. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Kính mời giáo quỷ Nguyên Giang chia pháp ạ. Dạ, em hả chị? Đạo hữu ông giáo quỷ Nguyên Giang chia pháp ạ. Dạ, tất cả đều là pháp. Pháp chia làm hai, gồm có tục đế và chân đế. Tục đế chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Chân đế chia hai là vô vi và hữu vi. Hữu vi chia hai là danh và sắc. Danh chia hai là phần tâm và sở hữu tâm. Trong tâm chia hai là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Trong hiệp thế chia hai là tâm dục giới và tâm đáo đại. Tâm đáo đại gồm sắc và vô sắc. Tâm dục giới gồm dục giới tịnh lạc, dục giới bất thiện, dục giới vô nhân và tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới không tịnh hảo. Dạ. Dục giới không tịnh hảo gồm tâm tham, tâm sân, tâm si. Không, tâm dục giới vô tịnh hảo thì gồm có tâm bất thiện và tâm vô nhân. Tâm dục giới vô tình hảo gồm tâm bất thiện và tâm vô nhân. Dạ. Trong tâm bất thiện thì có tham sân si. Tâm vô nhân gồm có tâm quả bất thiện, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm di tác. Dạ. Tâm tịnh hảo thì gồm có tâm tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo gồm có tâm thiện, tâm quả và tâm di tác. Dạ. Đã sa thú. Kính mời đạo hữu Chi Ai Bác lên gồm pháp ạ. Dạ, kính thưa sư, kính thưa đạo tràng, con xin gồm pháp ạ. Gồm pháp. Dạ, gồm pháp. Dạ, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, gồm lại là tâm bất thiện. Dạ. 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, 3 tâm duy tác vô nhân gồm lại là tâm vô nhân. Dạ. 8 tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới, 8 tâm quả dục giới, 8 tâm duy tác dục giới gồm lại là tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. Dạ, tâm tham, tâm vô nhân và tâm dục giới tịnh hảo gồm lại là tâm dục giới. Dạ. 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới gồm lại là tâm sắc giới. Dạ. 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới gồm lại là tâm vô sắc giới. Dạ. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới gồm lại là tâm đáo đại. Tâm dục giới và tâm đáo đại gồm lại là tâm hiệp thế. Dạ. Tâm hiệp thế và tâm siêu thế gồm lại là tâm sở gồm lại là danh pháp, sắc pháp gồm lại là pháp hữu vi, với niết gồm lại với niết bàn gọi là chân đế. Pháp hữu vi và pháp vô vi, mặc dù pháp hữu vi và pháp vô vi, dạ, gồm lại là pháp. Dạ. Pháp hữu vi và pháp vô vi gồm lại gọi là pháp chân đế. Dạ, pháp hữu vi và pháp vô vi gồm lại là pháp chân đế. Dạ. Dạ. Pháp chân đế và pháp tục đế.
Dạ, pháp chân đế và pháp trực tục đế gồm lại là pháp. Dạ. Dạ, dạ con xin hết. Xa thố, xa thố. Mời đạo hữu Như Thúy lên chia pháp ạ. Hình như cái chia mới bị dễ làm hơn cái gồm thì phải. Dạ không, em bấm lộn đó chị. Rồi, em bấm lộn. À, có vẻ là chúng ta cũng đã hết giờ. Chúng ta cũng hết giờ, mai là có một người lộn. Rồi bây giờ thì cái phần nào mà các vị thắc mắc á, thì các vị cứ gửi vào cái hộp thư của chùa. Dạ. Rồi bất cứ cái thắc mắc nào liên quan về bài học đó là chúng ta cũng dành cái thời gian để trả lời của các vị cho các vị hết. Là các vị không có sợ mất thời giờ đó, bởi vì các vị thắc mắc đó, thì các vị mới có thể các vị hiểu được. Thưa sư, con có câu hỏi sư trước khi hết. Dạ. Thưa sư, con muốn hỏi sư là cái người mà nhập vào được sơ thiền đó sư, thì lúc mà khi họ mà lâm chung họ chết đó, họ có cần phải là trong thiền để họ mới về được cái cõi trời sắc giới không sư? Nếu mà họ không lúc không cần. Nhưng mà quan trọng là cái khả năng của họ ngay đó, là họ có khả năng họ nhập thiền chứ họ không bị mất cái khả năng nhập thiền. Và cái câu hỏi thứ hai của con là sư, nếu mà cái vị mà họ đắc được sơ thiền là nhờ là họ ly dục ly ác bắt thiện pháp, nhưng mà khi lúc mà họ xả thiền ra đó sư, thì trong cái cuộc sống đó họ vẫn còn họ có giữ được cái trạng thái mà họ cái tâm cũng như là năm cái thiền cái đó được không sư, hay là họ tại vì xả thiền ra họ mất cái định tâm đó rồi sư, họ chỉ có lúc đó là trong thiền thôi. Dạ phải. Trong khi mà họ lúc mà họ nhập thiền tất nhiên không có, nhưng mà khi xả thiền ra thì họ cũng phải không có. Còn mà nếu họ khởi lên thì họ không còn cái khả năng nhập thiền lại. Con cảm ơn sư ạ. Kính mời đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang lên đặt câu hỏi ạ. Sư Giác Nguyên có nói trong một bài giảng sư, nếu mà sư là ông A Tư Đà hoặc là hai vị thầy mà chứng thiền của Bồ Tát thì sư cũng làm cho mất cái thiện chứng để tu theo Phật mà chứng đạo cho rồi, chứ không thôi là chuyện sanh về phẩm thiên là bất lợi. Nhưng mà tại sao mấy vị đó không chứng, là do cái tâm lý mà họ dính mắc trong cái thiền đó mà họ không bỏ, tức là họ giống như cái câu hỏi của cái anh trước đó sư, tức là do cái khuynh hướng tâm lý họ đang tạm lắng cái tham để họ vẫn còn cái đó hả sư? Thì đúng rồi. Thứ nhất là hai vị thầy của Đức Phật là không biết là Đức Phật sẽ ra đời. Cho nên là các vị đó là đang mải mê trong cái sở đắc của mình. Còn cái trường hợp của vị đạo sĩ A Tư Đà đó thì ông biết rằng là Phật sắp ra đời, nhưng mà do vì là cái hạnh phúc mà ông đang có nó quá lớn. Nó giống như là có nhiều người bây giờ là có nhiều người thời Phật đó, là do vì họ còn thấy họ ở ngoài họ giàu quá cho nên họ còn nhiều tu vậy đó. Thì cái tức là mới... họ tức là họ dính mắc vô cái tham của cái thiện chứng đó, họ không dạ phải. Dạ đúng. Và cái thứ hai nữa nó là do vì họ cũng không có hiểu được rằng là khi mà họ sanh về cái cõi trời vô sắc á, thì họ không còn cái điều kiện để mà họ nghe pháp, mà họ không biết điều đó nữa. Do vì mình học có học Phật á, thì mình biết điều đó. Còn các vị mà tu thiền vô sắc á, thì các vị đã không biết, các vị đang hạnh phúc với cái mình có thôi. Dạ, xa thú con hiểu rồi. Dạ, con tri ân sư. Xa thú. Thưa sư, hiện con thấy có bàn tay của đạo hữu Chi Ai Bát ạ. Kính mời đạo hữu Chi Ai Bát lên đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính thưa sư ạ. Con có câu hỏi là con hỏi về cái tâm quả sắc giới và vô sắc giới. Sư nói là những cái tâm này nó không có cho hậu báo nghiệp và hiện báo nghiệp. Dạ thì nhưng mà những cái vị phạm thi sắc giới vô sắc giới sau khi mà họ hết cái tuổi thọ họ trở xuống á, thì do năng lực của thiền họ còn
tái sinh lại một cái cõi mà nó cũng còn cao chứ nó không phải trở lại như vậy, thì cái lúc đó mình có gọi là hậu báo nghiệp không? Dạ không, cái đó là cái năng lực của cái tâm đại thiện. Bởi vì một người mà trước khi mà chứng thiền đó, họ sử dụng rất là nhiều cái tâm đại thiện lên đó. Và một vị trời phạm thiên á, với một số chúng sinh á, thì gần chúng ta nói theo cái ngôn ngữ bây giờ là họ được bảo hiểm một kiếp. Ví dụ giống như là vua Chuyển Luân Vương, vua trời Đế Thích và Phạm Thiên, thì sau khi hết cái kiếp đó thì họ không có sanh xuống hẳn cái cõi khổ, mà họ được bảo đảm thêm một kiếp, tức là họ sanh được một cái cõi vui nào đó. Thì phạm thi vị phạm trời phạm thiên á, vị đó không có rơi thẳng xuống cái cõi khổ, mà vị đó sẽ rơi vào trong một cái cõi dục nào đó. Và cái đó nó là do cái quả của cái tâm đại thiện, chứ không có kể được là không có cái quả của cái tâm, của cái tâm thiền. Tâm thiền nó chỉ cho duy nhất có cái quả tái sanh về cái cõi phạm thiên thôi. Nhưng mà cái duyên thì nhiều lắm. Cái duyên là sao? Thí dụ giống như là một người đã chứng được thiền, họ sanh về phạm thiên, thì sau khi mà họ hết cái tuổi thọ đó ở cõi phạm thiên đó, nếu mà họ trên đó mà họ không có tu thiền, họ chứng thiền trở lại đó, thì họ sanh xuống cõi người. Thì nhờ cái thường cận y duyên, sau này các vị tìm hiểu ở trong cái phần duyên hệ đó, thì vị đó cái việc mà tu thiền đối với vị đó nó trở thành dễ dàng, nó có khó khăn giống như là người khác. Mà hoàn toàn là nếu mà vị đó mà tu thiền thì vị đó dễ dàng chứng đắc thiền. Thì do vậy nó ở đây chúng ta nói cái quả ở đây là cái quả trực tiếp, còn mà cái mà nó làm cái mà liên đới đó thì là không có kể được. Thành ra nói rằng là chỉ có một cái quả thôi, tức là cái quả trực tiếp cho cái quả tái sinh á, chứ còn mà cái ảnh hưởng xa thì rất là nhiều. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con hiểu rồi. Xa thú. Dạ, thưa sư, hiện giờ trên màn hình con không thấy có bàn tay giơ lên nữa ạ. Dạ, thôi, vậy thì chúng ta kết thúc lớp học ở đây. Dạ. Chúc tất cả các vị Phật tử ăn vui. Mọi người. Con kính tri ân sư ạ. À, chúc các vị ăn vui. Dạ, thưa sư. À, chào tất cả, mong là qua cái mùa dịch này chúng ta học kịp được, có ốc mong nhiều pháp khá được. Dạ. À, dạ, xin chào tất cả các vị. Con xin đành lễ sư ạ. Chi tiết tới khái quả, khái quả tới chi tiết. Yes, đọc pháp là chi tiết tới khái quả. Thank you.